Hello các bác, hôm nay em tiến hành em cắt na thái để chuyển đi cho các bác đây. Đấy. Trao đổi với các bác là với cây na thái da vàng này thì hiện tại giờ trên thị trường kiếm không ra. Đấy. Em thì buôn bán uy tín, gọi là số 1 Việt Nam nên là anh em rất lẻ. Các bác nhìn cái cây na thái này. Đấy. Nhìn này. 10 cây như 10. Đẳng cấp không này. Đó. Khi mà đóng thùng là đóng cực kỳ cẩn thận nha các bác. Với các bác nào lấy số lượng nhiều mà tiện đường xe vận chuyển thì em sẽ tiến hành vận chuyển xe. Còn lại thì em sẽ vận chuyển qua đường bưu điện. Này các bác này, thấy không? Lựa cực kỳ kỹ thôi, em nói thật, lựa 3 vòng, lựa còn kỹ hơn hoa hậu. Này. Đấy. 10 cây như 10. Không phải bảo cây to cây bé đâu các bác nhá. Này. Đó. Tại vì em đã xác định em làm việc rồi. Với cây giống này em kỹ lắm, nên là đừng bao giờ vận chuyển những cây lông côm cho em, này em không nhận đâu. Đấy. Nên là vườn anh em nó làm hay là nó cũng phải biết tùy theo mỗi người các bác. Đây này. Này. Em nói thật các bác là không có chuyện lông côm đâu này. Này, để một dãy cây nào cũng thế. Cây nào cũng vậy này. Thấy không? Cây nhà thái các bác nhìn thích không? Mà đặc biệt nhá. Các bác mua có thấy cái bộ rễ đó này. Đó, rễ nó cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Các bác nhìn cái vết ghép này. Nó đỉnh không? Bây giờ em sẽ tháo cái vết ghép này ra cho các bác xem luôn. Tại vì vừa rồi nói thật các bác là cũng bị vướng. Vướng ở chỗ là cũng vì là cuối năm á. Kiệt tháo này ra cho bố cái. Tháo được không? Là nhiều bác là ghép cuối năm ấy là nó không được thuận lợi như là cái mùa lắng. Nên là khi mà cắt mà không kiểm tra kỹ, không cẩn thận, kiểm tra không kỹ vết ghép ấy, là nó sẽ chết hết. Nên là em làm sẽ cực kỳ cẩn thận nhé. Nói vậy chứ làm cây giống này với em ấy là gần như là phải mang tính chất tuyệt đối. Chứ không là không có làm. Các bác nhìn vết ghép này. Các bác thấy độ sùi của nó gần như liền tịt luôn này. Đấy. Đây là thực tế thôi, nhưng em không biết bên trong thế nào nhé. Đấy. Cắt thẳng cho bác xem luôn này. Thì các bác thấy cái vết ghép không? Đỉnh không? Đấy. Này, các bác nhìn này. Cái vết ghép làm nó chắc chắn. Kinh khủng luôn này. Đó. Chứ còn nó lỏng lẻo là không ăn thua đâu. Đấy. Nên là ai buôn bán thế nào em không biết. Nhưng mà em làm là nó phải chắc chắn như thế. Này. Cây nào cũng như cây nào mà. Không phải là bảo. Đây. Các bác nhìn thì cây giống kinh khủng không? Đấy. Này. Cây nào cũng thế này. Ui trời ơi này. Đấy. Độ già của cành này. Độ cứng cáp của cây này. Rồi độ vết sẹo này. Thứ hai nữa là về cái bịch này. Các bác nhìn này, rễ này. Đó. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy. Mình phải làm như thế thì mới giữ uy tín được. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy không? Này. Đấy, rễ này. Ăn ra ngoài luôn. Ừ. Cành giống này. Đấy, chứ còn không phải làm ăn lông côm này, em không có làm. Nói luôn là làm ăn lông côm này em không làm. Nhìn bác nào cần nhu cầu giống cây la thái da vàng. Alo cho em số điện thoại là 0989037167. Đấy. Nói chung là rất nhiều, em về một xe kia kìa. Đấy. Về nhưng về cho các bác đặt hàng thôi. Chứ còn các bác mà alo cho em mà số lượng như thế nào đó thì các bác phải báo. Đấy. Chứ không phải là em thì em không làm giống cũ các bác nhé. Rất nhiều nơi là nhập giống về bán không được, để rồi nó lên trời xong rồi rễ nó khô, nó héo, nó thối đen. Em không làm như thế. Toàn bộ giống của em phải là giống mới. Đấy. Mới tinh. Này. Các bác nhìn này. Đấy. Cây nào như cây nào, 10 cây như 10, không có lăn tăn gì cả. Này, đấy. Làm thế cho nó uy tín, cho đảm bảo. Thứ hai là chuẩn giống. Giống là thái da vàng. Này, thấy không? Mình nhà làm ăn thật sự thì mình có sợ cái gì đâu. Bất cứ một cây nào các bác test thử này. Các bác nhìn này, đấy. Nhìn kỳ cận là nhìn qua cái băng ghép và biết được là cái độ sùi của vết ghép chỗ nào rồi. Này, thấy không? Công nhận, tuyệt vời. Đấy, nhiều lắm. Đẳng cấp lắm. À. Nên các bác đặt giống cho em nhé. Nhiều anh em đặt số lượng rất nhiều thì các bác yên tâm.
Đấy, ngày 1, ngày 2 em chuyển cho các bác hết. Đấy, khi hạ giống xuống, nói thật các bác là phải để đúng 3 ngày đến 4 ngày. Cây nào chết loại ra luôn. Đấy, xong đưa về mình đây để thêm 2 ngày nữa. Giống này về 2 ngày các bác nhé. Những cây nào nó chết là chết hẳn luôn. Trong này sẽ có những cây nó hư hao. Em không giấu gì đâu. Sẽ có những cây nó hư hao, nó chết. Nhưng mà phải tìm được cây hơi hiếm đấy. Tại vì loại vòng này là vòng thứ mấy rồi. Hiếm lắm á. Không phải đơn giản đâu. Toàn cây nó xanh mạn mạn này. Kiếm được cây chết hơi khó nhỉ. À, hình như cây này. Không. À không phải, cái này không phải. Cái này tươi lắm. Không phải. Cái này nó rũ ra liền đấy. Không có đâu. Đây thì chưa có. Chưa có cây nào rũ ra. Đấy. Kiệt kiếm được cây nào chết không? Không có đúng không? Không, toàn lá xanh thôi. Từng có nào chết là quảng cáo cho các bác cây chết luôn. Người ta thường giấu đúng không? Đúng rồi. Cây giống thì người ta thường giấu, thường em khoe luôn. Tại vì không thể tránh được đâu. Nhưng mà lựa vòng này là vòng thứ hai rồi. Đấy, nên là ok, very good. Có thể là chuyển cho các bác nhé. Trong vòng 3 đến 4 ngày cây giống ra nơi nó sẽ héo một chút, nhưng không sao cả. Đấy, buộc lòng em không dám mà tưới ướt quá. Tưới ướt quá là nó sẽ bị úng. Mà đặc biệt là chuyển trong thùng xốp nó sẽ dễ bị sinh nấm. Nên các bác ra nó héo một chút cái lá không ảnh hưởng. Kể cả lá nó rụng đi không ảnh hưởng gì. Rụng đi rồi nó sẽ ra chồi. Đấy. Chứ không phải là sợ cái lá nó rụng là sợ đâu. Đấy, cắt tỉa từng cây một cẩn thận đâu. Đấy, các bác này. Đấy, em mới rút một cây dài ra. 10 cây như 10 nhé các bác nhé. Đấy. Quay sát thực tế các bác xem này. Đấy. Các bác thấy không? Cây nào cũng này, hoành tráng không này. Đấy. Vậy ăn phải thiết thực như thế thì mới tồn tại được. Đấy. Đây. Còn cái kia thì nhiều lắm. Ngoài kia em tập kết. Ngoài này thì tập kết nhiều cây lắm. Em quay cho các bác xem luôn. Chỗ này em tập kết mấy ngàn cây đây. Đây. Tối quá nhỉ. Tối quá. Bật đèn flash đây có được không? Rồi, đây. Rồi em bật đèn flash đây rồi. Đấy các bác đây. Số lượng tập kết mấy ngàn cây này. Đó. Chỗ này thì đa phần em gửi xe. Đấy, chỗ này đa phần em gửi xe. Em cứ để có ổn định như thế này 2-3 ngày. Cây nào chết em loại luôn. Trong này sẽ có những cây chết nhé. Trong này sẽ có những cây chết chứ không phải không có đâu. Kiệt kiếm cho bố một cây nào chết xem nào. Em loại kỹ lắm các bác ạ. Đấy, vòng đầu tiên là loại hết rồi. Bây giờ phút này mà kiếm được cái cây nào nó ngoẻo thì hơi khó thật. Thật sự là hơi khó. Kiếm một cây nào nó ngoẻo. À không phải. Các bạn thấy cây giống này. Các bạn nhìn cây giống này. Các bạn thấy đẳng cấp không? Này. Đó. Này. 10 cây như 10 nhá. Này. Đấy. Nên các bác làm trồng lá thái các bác phải gặp em. Vừa cung cấp giống chuẩn. Đấy, vừa tư vấn cho các bác trồng. Đấy. Vừa mách cho các bác làm trái luôn. Thế mới đẳng cấp, thế thì còn gì nữa nhỉ. Chứ mỗi là không đến trực tiếp để mà cầm tay chỉ việc cho các bác thôi. Đấy, bác nào có nhu cầu về giống La Thái nhá, giống La Thái da vàng. Alo cho em số điện thoại là 0989 037 167. Rồi. Còn một vài bác mà đặt giống cho em ấy mà em chưa gửi được ấy thì các bác thông cảm. Đấy, ngày 1, ngày 2 em sẽ gửi cho các bác thôi. Tại vì em muốn là làm cái gì nó phải chuẩn chứ còn không phải vội vàng nhé. Chứ còn vừa rồi ấy là sau Tết đã vội vàng, một số nơi muốn cung cấp giống ngay cho em nhưng mà em không thấy không đảm bảo nên em không nói thật sự các bác em không lấy. Nên là mới lỗi với các bác tầm khoảng 2 tuần. Đấy, nhìn này, xem video này em sẽ đăng ngay bây giờ luôn. Đấy, để cho các bác nào đặt giống cho em các bác yên tâm. Nhìn cái giống của mình mà nó sướng đúng không? Đấy, các bác thấy không? Rồi, ok, chào các bác nhá. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diễn, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn phù hợp cho bưởi da xanh, nhít thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được.
Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.